Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Khi dàn cast 2 ngày 1 đêm chơi game cosplay, nghĩ thôi đã cười lả đi. Mới đây, dàn cast cố định của 2 ngày 1 đêm phiên bản Việt của Two Days One Night đã chính thức lộ diện, gồm 6 cái tên đang được đông đảo khán giả yêu thích: Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Biz Phan, Hiếu Thứ Hai. Kiều Minh Tuấn là cái tên đã không còn xa lạ với những người yêu điện ảnh. Sau thành công của hàng loạt bộ phim ăn khách mà anh tham gia như Em Chưa 18, Chị 13, Tiệc Trăng Máu, Kiều Minh Tuấn được người hâm mộ ưu ái mệnh danh là quái vật phòng vé, ngôi sao trăm tỷ của điện ảnh Việt. Tuy nhiên, các fan sẽ chẳng còn thấy bóng dáng của một chàng bad boy cool ngầu trong những hình ảnh hóa trang này nữa. Ít ai ngờ được lại có một Kiều Minh Tuấn có thể gây ám ảnh đến khó quên như thế. Ngô Kiến Huy, nói đến những màn cosplay giả gái định của chớp thì quả là một thiếu sót nếu như không nhắc đến cái tên Ngô Kiến Huy, người đã không ít lần khiến fan hâm mộ lác mắt với những màn giả gái thật trần của mình. Khi đóng giả làm con gái, Ngô Kiến Huy khiến nhiều người phải trầm trồ kinh ngạc vì rất xinh đẹp và ra dáng phụ nữ, trông rất mềm mại, thanh thoát, chẳng kém nàng hot girl nào. Lê Dương Bảo Lâm là một diễn viên hài nên đã không ít lần Lê Dương Bảo Lâm lăn xả, rũ bỏ diện mạo nam tính của mình để giả gái phục vụ vai diễn và mang lại tiếng cười cho khán giả. Tuy nhiên, hình ảnh Lê Dương Bảo Lâm giả gái lại bị khán giả liệt kê vào danh sách xấu đau, xấu đớn, có thể gây ám ảnh đến nỗi không muốn nhìn lại. Hầu như lần nào anh Dương Lâm Đồng Nai giả gái thì lần đấy đều là thảm họa. Trường Giang, nếu Ngô Kiến Huy là chàng trai vàng trong làng giả gái thì Trường Giang cũng không hề kém cạnh. Anh cũng là một trong những nghệ sĩ nam giả gái thần sầu của showbiz Việt. Từng cho rằng mình giả gái rất xấu vì có thân hình tròn trịa và chẳng hề mảnh mai, nhưng có những lần giả gái của Trường Giang đều làm nên bão cười cho khán giả. Biz Phan là cá nhân thứ hai của Việt Nam đạt được nút kim cương. Biz Phan được đông đảo các bạn trẻ yêu thích vì sự duyên dáng, hóm hỉnh mỗi khi on stream cùng những nội dung đa dạng sáng tạo trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, anh còn là một người rất biết cách chiều fan và luôn khiến người hâm mộ của mình cảm thấy bất ngờ, thú vị. Đã có lần chàng streamer lắm chiêu lầy lội này thể hiện một pha biến hình ảo diệu khiến cho fan được một phen choáng váng. Hiếu Thứ Hai được biết đến là chàng rapper sở hữu full combo từ tài năng đến ngoại hình. Với nhan sắc đỉnh cao, thân thái cuốn hút cùng tài năng thuộc dạng hiếm, anh chàng luôn làm fan girl chao đảo mỗi khi xuất hiện. Cậu em út của 2 ngày 1 đêm cũng là người giữ gìn hình tượng rất tốt khi chưa từng để lộ khoảnh khắc lầy lội nào. Tuy nhiên, điều này lại càng làm cho các fan thêm tò mò. Vì thế, họ đành phải ra tay để xem thử khi Hiếu Thứ Hai giả gái sẽ như thế nào. Và kết quả là